Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình Văn hóa Văn nhân Bản Lạc Việt. Quý vị đang nghe tiếp phần 6 truyện ngắn Sơn Nam với câu chuyện đầu tiên là Bức tranh con heo. Gia đình ông Khương Trưởng Neo rất nổi danh ở làng Thạnh Hòa, rồi mới đánh lập nghiệp. Ông Hương Trưởng chuyên nghề đốn củi trong rừng, bà thì bày ra sáng kiến nuôi heo nọc, heo đực, không thiến, không dành để gây giống. Phương châm của hai vợ chồng trẻ thuở ấy là đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Ông Hương Trưởng tỏ ra bảo thủ, giữ cái búi tóc và trung thành với chánh phủ thuộc địa, đến mức chẳng bao giờ đốn củi lậu thuế. Bà Hương noi theo thông lệ cổ truyền, hễ ai có heo để nái, muốn cho nhảy đực lấy giống thì bà dẫn con heo nọc tới, kiểm soát cẩn thận, đề phòng trường hợp thân chủ lợi dụng con heo nọt, nhảy liên tiếp hai con heo nái thay vì một con. Đến ngày heo sinh đẻ, nhân danh là chủ heo nọc, bà được quyền ưu tiên lựa chọn con heo nào khỏe khoắn nhất, đem về nuôi hoặc bán lại cho kẻ khác. Lần hồi gia đình trở nên khá giả, ông Hương Trưởng bỏ nghề đốn củi, mua đất lập vườn. Theo sáng kiến của bà, ông cũng mua một chức hương chức đình. Liên tiếp 3 năm liền, một số tiền khá to khi tổ chức lễ kỳ yên hàng năm. Lẽ dĩ nhiên, ông được ngồi mâm trên, tham dự phần xôi thịt hơi nhiều và hơi ngon. Việc gì đến thì phải đến, ông được viên chức hội tề phong cho làm hương trưởng, cai trị dân bằng cách suốt ngày ở không, thỉnh thoảng đi nhậu nhẹt hoặc mặc áo dài khăn đóng trong dịp đón rước quan chủ quận, chủ tỉnh thời pháp thuộc. Thật ra ông không có quyền hạn gì ráo, mà ông muốn như thế là để có thời giờ rảnh rỗi lo việc chăn nuôi lập vườn. Nhưng có nhiều tiền để làm gì? Trong làng Thạnh Hòa, từ mấy năm qua, thiên hạ đàm tiếu. Vợ chồng Hương Trưởng Neo khờ khạo quá, có tiền mà sống như người nhà quê thời đàn cụ. Không chừng ổng bả chưa thấy đèn điện hoặc là chiếc xe hơi. Bà Hương Trưởng đã nhiều lần tỉ tê với chồng: bữa nào mình ra chợ một lần cho thiên hạ biết mặt, tôi không sợ tốn tiền. Ông gật đầu: lâu lâu cho nó tốn một lần, hơi đâu bà ngán miệng lằn lưỡi mối của thiên hạ. Mấy người kiêu ngạo với vợ chồng mình, bà thử nhớ mặt họ coi. Nè, thằng Tám Theo làm cu li xe kéo ở chợ, rồi thất bại trở về xóm này để làm ruộng. Nó tưởng đâu mà làm ruộng dễ lắm, ruộng thất nó sạt nghiệp. Lại còn thằng Tư Mít vừa bán hủ tiếu vừa cờ bạc, nó bị tổ trát, phần gì thua cờ bạc, phần gì nấu hủ tiếu không có ngon. Nó thấy vợ chồng mình làm ăn khá giả rồi nó ganh tị. Đâu phải tụi nó khinh vợ chồng mình hà tiện. Ờ, mà bà hà tiện thiệt chứ, họ nói không có quan đâu. Lâu lâu tôi cũng dám xài tiền một lần, ông đừng có hùa theo người hàng xóm mà chê bai tôi. Bây giờ tôi nhất định đi chợ rạch giá một chuyến cho phỉ tình. Tôi sợ điều này. Điều gì? Bà đâu có đóng thuế thân mà bà sợ lính bắt. Còn tôi thì năm nào cũng năm nấy đóng đầy đủ. Tôi là người chức việc trong làng. Bà Hương Trưởng nói khẽ: ở nhà thì tôi biết khôn biết dạy, ngặt ra chợ ra búa, đi làm sao, đứng làm sao, mua sắm làm sao, tôi chưa từng biết. Để tỏ rằng ta đây xứng đáng làm chồng, ông Hương Trưởng quả quyết: bà đừng lo, tôi chỉ dẫn cho bà từng đường đi nước bước. Tuy chưa ra chợ lần nào, nhưng tôi giao thiệp nhiều với mấy người đã từng đi chợ. Bà tin tôi đi. Tôi sợ ông xài lãng nhách tốn kém nhiều quá. Ông Hương Trưởng Neo cằn nhằn: hà tượng gì mà dữ thần vậy, chừng 50 đồng là đủ rồi. Làm gì tới 50 đồng, tính ra là một con heo đúng tạ hàng trăm con gà mái. Mình đi sáng sớm hoặc hừng đông cho kịp chuyến đò, tới chiều mình đi tàu trở về, để thằng bạn ở nhà cho nó coi chừng trộm cướp.
Tôi nghĩ cách chèo ghe ra chợ, ngặt tốn thêm một miệng ăn. Nghe đâu ở chợ mỗi bữa ăn tốn kém bằng 5-10 ở nhà quê. Ông hương trưởng thở dài, ra tới chợ mình phải ăn phải uống, xuống tàu đò mình cũng phải ăn phải uống. Bà hương trưởng như chợt nảy ra sáng kiến, ăn uống dễ quá, tôi lo cho ông ăn cành không, để coi tiền đà tàu mỗi người 7 cách, 2 người là 1 đồng 4, bận đi bận về là 2 đồng 8 cách, mình đến theo 5 đồng là đủ rồi, 5 đồng là 1/10 của số tiền mà ông dự định. Sáng mốt mình ra chợ cho thiên hạ đừng khinh, ông chịu không? Chiếc tàu đò Phước Sanh tấp bến từ lâu rồi, kiểu tàu xưa không có tầng trên, tất cả hành khách ngồi chen chúc nhau trên 2 hàng băng đóng sát be tàu. Hành khách bắt đầu mệt mỏi, mái tàu nổ quá to, hơi xăng nhớt tỏa ra ngùn ngụt, tim và phổi của hành khách đều sống chung trong tình trạng bất bình thường. Ông hương trưởng kéo neo đã khéo léo chen lấn dành chỗ ngồi ở khoang giữa, lẽ dĩ nhiên bà ngồi kế bên ông. Ông cười tủm mãi vì tàu đò ít nhảy sóng, nhiều người cho rằng hễ đi chưa quen thì hành khách có thể ụa mửa. Ông nói với bà, sướng hơn đi bằng ghe biển, vậy mà thiên hạ đồn đãi lung tung. Bà đáp, chật chội quá, làm sao ông nói với người kế bên xét giùm mỗi cái bắp đùi. Bấy giờ ông mới sực nhớ đến mớ hành lý quan trọng mà bà vợ cụ Bị mang theo, đó là mớ gà rô tiểu nhân vịt luộc gói khéo léo trong tờ giấy nhật trình, bên ngoài có 2-3 sợi dây buộc chặt. Bà vợ lãnh phần gìn giữ ôm sát vào mình. Lúc mới xuống tàu ông đã chỉ dạy, cứ để bên băng còn trống, nhưng dọc đường hành khách tăng thêm. Bà hương trưởng đành ôm gói hành lý vào lòng đặt trên đùi. Dưới tàu vài em bé đi tới đi lui bán đậu phộng rang, nước cam, xá xị. Bà nói khẽ với chồng, mấy thứ đó ăn uống vào sanh bệnh, đồ ăn thiếu gì trong gói nè, cái gì gói đậu phộng có nhỏ xíu bán 5 cách. Ông hương trưởng bắt đầu áy náy, kế hoạch tự túc của bà vợ tuy khôn khéo nhưng hơi khác thiên hạ. Bà nói, ăn được chưa? Khó xử quá, nếu mở gói hành lý ăn tại chỗ thì thiên hạ cười chê. Ngược lại, nếu bắt buộc bà ôm cái gói khá nặng ấy vào lòng thì lại tội nghiệp. Ông nhớ rõ, đêm rồi bà vợ thức từ hồi canh tư, bắt nước nhổ lông gà, lông vịt, rồi thì luộc rô tiểu nhân bay mùi thơm phức. Bà lại còn thắp đèn ra sau vườn hái thêm mớ rau sống. Rau tốt quá, bao nhiêu đây, nghe đâu ngoài chợ họ bán tới giá 2 đồng bạc. Tội tình gì mình không hái đem theo. Ăn trưa, tôi đói bụng rồi. Nghe bà vợ thốt khói, ông hương trưởng bắt đầu hơi mệt. Ông cũng đói như bà. Ông rất thông cảm. Ở nhà quê vào khoảng 9 giờ sáng là ai nấy bắt đầu ăn cơm trưa, tức là buổi ăn lót lòng sáng và buổi cơm trưa nhập một. Nhưng trong lúc tất cả khách bộ hành đều tỉnh táo, chẳng lẽ vợ chồng ăn riêng coi hơi kỳ. Ông nói nhỏ, chờ lát nữa, thiên hạ chưa ăn mà. Nói xong, ông ho lên một tràng. Bên hàng ghế đối diện, một người gọi thằng bé bán dạo mua chai xá xị. Nước mở nghe cái bóp, nước ngọt chảy từ từ vào ly, sôi bọt. Ông hương trưởng không còn nhịn thêm được nữa. Bà có đem nước theo không? Tôi thèm nước trà quá, uống được rồi, thiên hạ uống kìa. Gói giấy từ từ mở ra, rất lâu, theo ngón tay khéo léo của bà hương trưởng, bà tháo gấp dây cẩn thận, rồi cuốn sợi dây lại để dành. Quăng bỏ đi, ông nói, để buộc lại chứ, gà tới 2 con, vịt luộc cũng vậy, ăn sao hết, để ngoài gò gió, rủi bụi bặm vào, hoặc có con dời nó bò, dính vào thịt gà, ăn nhầm con dời là chết, ông quen rồi sao? Em làm gì mà nhiều dữ vậy? Tôi tưởng bà làm thịt một con gà, một con vịt, về đâu, tất cả tôi 4 con. Ăn sáng rồi còn bận về, mình ăn chiều. Mấy chục năm qua, mình sống bằng nghề nuôi gà vịt, bữa nay ăn một bữa thỏa thê, tốn kém gì đâu. Cây nhà lá vườn mà.
Mấy người bên cạnh đều trố mắt lắng nghe tâm sự của bà bộ hành đặc biệt ấy. Họ cố gắng che giấu nụ cười. Bà hương trưởng ngỡ mình có duyên, nói tiếp: hay là ông nhớ thịt heo, nhà mình còn hai con heo đúng tạ, bán sớm quá hơi uổng. Tôi biết tánh ông ưa ăn thịt heo luộc nên mua hồi hôm qua tới nửa cân thịt ba rọi. Ông hương trưởng nhăn mặt: nhiều quá, ai ăn cho hết? Bà vợ vẫn chưa hiểu: tôi sắc từng miếng nhỏ rồi, tôi hiểu mà, dọc đường như vậy dễ gì mượn tấm thớt với cây dao. Để chấm dứt sự hiểu lầm ấy, ông gật đầu: lát nữa hãy ăn, tôi muốn uống hả? Ông và bà hương trưởng đưa ra chai nước, xung quanh chai có quấn giấy nhật trình để khỏi dính mùi thịt gà. Cái chai sạch thiệt sạch, ông uống đi. Bà gói lại đi, để cái chai này ở ngoài. Vậy hả? Thấy ông chồng hơi lúng túng vì chẳng lẽ đưa miệng chai vào miệng mà nốc. Bà chắc lưỡi: tôi quên thêm theo cái ly, cái chén. Hồi hừng sáng tôi nhớ kỹ đem theo hai đôi đũa để gấp thịt, nhà lại quên cái ly uống nước. Được rồi. Vừa nói ông vừa nâng chai uống ừng ực mớ nước trà nguội ngắt trao cho bà. Bà uống hạ chai xuống, thở ra khoan khoái. Như vậy đỡ tốn một đồng bạc. Ủa, hai đồng bạc chứ. Một chai xá xị là một đồng, hai chai là hai đồng. Chai gì mà nhỏ xíu cái ruột, mình coi kìa. Ông hương trưởng ngồi im, không dám gợi chuyện thêm. Tàu cứ chạy, hành khách bắt đầu uể oải vì đường còn quá xa. Vài người dựa đầu vào vách mui tàu mà ngủ hoặc bàn tán chuyện riêng tư. Chẳng còn ai chú ý tới sự thắc mắc của hai vợ chồng người đồng hành. Ông hương trưởng hỏi người kế bên: gần tới chợ Rạch Giá chưa? Người nọ đáp: chừng 2 giờ nữa. Ông buồn rầu: như vậy là đúng ngọ tàu mới tới bến. Mai thay tiếng rao lanh lảnh của thằng bé bán hàng rong đã mở cho ông một lối thoát kỳ diệu. Ai cơm sườn không? Nó bưng hai dĩa cơm nghi ngút đi tới đi lui. Bà vợ mừng quýnh: chừng này ăn được rồi, mình đem thịt gà thịt vịt ra ăn. Tệ quá, coi dĩa cơm kìa, bán năm cắt đâu chừng một chén cơm với nửa miếng sườn, tôi đói quá rồi. Ông đáp: ăn hấp tấp quá người ta cười, mình cứ chờ. Kìa, có người mua cơm, họ ăn kìa. Nãy giờ tôi suy nghĩ điều này, bà có nhớ hay quên ăn thịt gà thịt vịt với món gì? Để tôi biểu thằng nhỏ đó bán một cắt bạc cơm, cơm không rẻ tiền. Chẳng lẽ mình ăn thịt gà thịt vịt trừ cơm? Bà tủm tỉm cười như kẻ đắc thắng, thắng một ván cờ khá gay go với chồng. Tôi nấu cơm nếp đem theo nhiều lắm. Sao tôi không hửi mùi? Hửi làm sao được? Hồi khuya rô tiểu nhân xong con gà, tôi thấy nó chảy mỡ quá nhiều. Tôi tiếc hồi hội nên nấu cơm nếp trộn với mỡ gà. Cơm nếp đó nằm trong gói này, nó thơm như thịt gà vậy. Thế là hành khách lại chứng kiến một cảnh vui vui. Gói hành lý lương thực được mở ra, bắp đùi của ông và của bà kề sát lại trở thành cái mâm cơm. Họ ngồi kề vai nhau, bà tặng cho ông một cái đùi gà. Ông nói lẩm bẩm: bậy quá, thiếu rượu đế. Hư, uống rượu say xưa thiên hạ phiền. Nè, nem sống thiếu gì? Cây nhà lá vườn, rau răm, rau húng cây, rau húng lũi, nè, dưa leo, nè, ớt. Hành khách đổ dồn hàng chục đôi mắt về phía đôi vợ chồng già. Bà nói với ông: mời họ ăn không? Mình nên mời một tiếng. Theo tục lệ không ai mời ai cả. Ra đường mạnh ai nấy lo, tiền ai nấy xài. Thí dụ như chiếc tàu này gặp lung bão rủi chìm thì mạnh ai nấy lội, chết ai nấy chịu. Mình mời lung tung thiên hạ không ưa, bộ mình khinh khi cho rằng thiên hạ đói hay sao? Họ no hết rồi, họ không ăn như mình chỉ vì họ no hoặc họ chưa muốn ăn. Mình cứ tự nhiên đừng mắc cỡ. Hai vợ chồng lên bờ sao chót, bầu không khí nóng nực quá. Buổi trưa
chợ vắng teo, hầu hết các tiệm phố đều đóng cửa hoặc khép bớt cửa cái. Bà hương trưởng sửng sốt vì đường đá quá rộng và quá cứng. Chỗ này đá trồi lên lởm chởm, đau chân. Chỗ kia mặt đường đen thui, nhão nhoẹt mớ dầu hắt tráng đường, chảy ra như dầu sôi. Ông hương trưởng cắm đầu bước tới sát bên lề. Mình cứ đi theo tôi, cứ theo đường thẳng, từ đây tới mé sông, rồi từ mé sông trở lại bến tàu này, kẻo lạc lối buồn lóa. Ông hương trưởng không muốn che giấu nỗi buồn vô tận của mình. Người qua lại khá nhiều, nhưng chẳng một ai chịu khó nhìn ông chào hỏi như ở thôn quê. Rõ ràng chợ búa là một chốn buồn tẻ. Buổi trưa muốn tìm bóng mát đâu phải dễ, vào quán thì sợ tốn tiền, còn đi như vậy hoài thiệt là hành hạ tấm thân. Nhưng bà vợ phía sau đã nêu vấn đề: kiếm chỗ nào nghỉ chân một chút. Nãy giờ tôi cũng như bà, mỏi quá mình vô quán ăn. Bộ ông còn đói hả? Mình mượn cái ghế ngồi, họ tính bao nhiêu thì mình trả vài cắt bạc chứ không lẽ nhiều. Phải à, mình kiếm một cái quán nào nho nhỏ, uống bảy chén trà nước trà Huế không chừng rẻ hơn. Ông bà đi chợ, chào ông bà, hân hạnh cho tôi quá. Lần đầu tiên từ khi lên trên đường xa xứ, vợ chồng hương trưởng neo nghe giọng nói ấm áp mát rượi như vậy. Người ấy ngồi trên chiếc chiếu hơi rách đang bữa cơm đạm bạc, một dĩa cá kho, một dĩa dưa cải, ăn một mình dựa lưng vào vách. Ông hương trưởng nói: chào ông, xin lỗi, ông quen với vợ chồng tôi hồi nào? Người ấy vuốt lại mái tóc, vuốt hai cái tay áo cho thẳng thớm. Chưa có quen, nhưng mà tôi biết ông bà là người khá giả ở trong làng. Mấy khi ông bà ra chợ chơi, ông bà làm trong ban hội tề, làm tới chức... Bà vợ mừng quýnh buột miệng nói: chức hương trưởng ở làng Thạnh Hòa. Mời ông bà ngồi dùng cơm với tôi. Người ấy vừa nói vừa liếc nhìn cái gói hành lý mà bà hương trưởng đeo trong cánh tay. Ông liếc về phía vợ như để hỏi ý kiến. Mình ngồi cho khỏe chân. Bà gật đầu. Rồi ăn luôn với ông này. Bữa tiệc khai mạc khá sôi nổi ấm áp. Ông bà ăn chiếu lệ vì còn hơi no, nhưng anh nọ ăn hơi nhiều, vừa ăn vừa hỏi han về tình hình mùa màng trong làng Thạnh Hòa. Ăn hết con gà, con vịt, anh ta không ngần ngại gấp mấy miếng thịt ba rọi heo, nhai ngấu nghiến với rau sống, nhai liền miệng. Ngọt quá, heo ngoài chợ ăn không mấy ngọt bằng heo của ông bà. Bà vợ gật đầu. Nhà tôi nuôi heo nhiều lắm, chừng nào rảnh ông vô Thạnh Hòa mà xem. Còn một chuồng, ông cứ ăn cho hết đi. Cảm ơn ông bà, nhưng tôi biết lấy gì làm kỷ niệm. À, xin thú thật với ông bà, tôi làm nghề thầy thuốc, chuyên bán thuốc nuôi heo mau lớn. Ngặt thuốc bán không đủ, thiên hạ mua nhiều quá rồi. Phải chi ông bà tới sớm một chút. Chờ xem. Nói xong anh ta đứng dậy, chạy vào ngõ, kêu đem ra một bức tranh. Con heo khá to, đuôi cong lên, mình heo có điểm vòng tròn âm dương. Ông đem về, dán ngay cửa nhà, làm ăn phát đạt lắm. Bà hương trưởng ngắm nghía bức tranh, gật đầu. Trong lòng khi đó, ông hương trưởng nghĩ ngợi xa xôi hơn. Anh nọ lạnh lùng gói mớ thịt heo, thịt gà để làm của riêng, đặt trong góc vách. Trông anh ta đói quá, còn đói, còn thèm, nhưng anh ta muốn để dành cho buổi ăn chiều. Ngộ quá, anh nọ gật đầu, đứng dậy như để đuổi khách. Cảm ơn ông bà, hẹn ông bà lát nữa, hoặc tối nay đi ăn cao lầu, đi coi hát. Lại thêm một sự tốn kém mới. Ông hương trưởng chợt hiểu, nếu hắn không là kẻ hoàn toàn bất lương thì hắn cũng đang sống trong tình trạng ghiền á phiện hoặc thất nghiệp. Ông lật đật nắm tay vợ, thôi mình về, rồi dây lại chào anh nọ. Bà vợ còn mân mê bức tranh con heo. Ngộ quá, đem về dán trước cửa nhà, vui quá, làm ăn tấn phát. Thiệt vậy hả ông? Mình về đủ rồi. Cái hình ngộ quá, mình thấy không, bữa nay toàn chuyện may mắn, không tốn đồng xu, coi hình tốt quá. Ông nói cho bà vợ được hưởng niềm vui, trọn vẹn trong ảo mộng xa vời.
Tốt lắm, đem về dán trước cửa, hễ gà vịt hoặc heo mà đau ốm thì mình vang vái cái hình đó, gà đẻ ra nhiều trứng, heo mập như thổi, vài ngày đúng tạ mình làm giàu. Cái tờ cử hương trưởng của mình tôi đem danh, cái hình này đem lợi, đủ danh đủ lợi rồi. Chuyện thứ hai, đảng xâm mình. Ông Tây Lô Pheo vừa được nhà nước thuộc địa Nam Kỳ cấp cho một phần đất hoang vu, sình lầy ở rạch Xẻo Quao, làng Đông Hưng, sát mé biển vịnh Simla. Sau khi hay tin ấy, mấy ông điền chủ Việt Nam ở gần không ngớt bàn tán. Bộ thằng Tây đó muốn tán gia bại sản hay sao chứ? Thứ đất khô không ra khô, ướt không ra ướt, tràm mọc vài cụm sơ rơ, biết chừng nào mới làm ruộng được, cỏ mọc cao hơn đầu người. Có người đáp lại: ông Lơ Phèo không ngu dại gì đâu, ông làm tới chức bát vật, ông có vốn liếng nhiều, vài chục năm nữa đất phèn mùa màng thạch mậu nhờ ổng mướn người xẻ kinh đào mương cho rút bớt chất phèn. Vô lý, vài chục năm sau ông Lơ Pheo chết ngắt, biết đâu tay rút lui về chánh quốc trước khi đất này trở thành đất thuộc có quê lợi. Ông Trạng Trình tiên đoán rằng thầy tăng trở về vì đó bà con mình quên rồi sao. Nhưng sấm Trạng Trình năm ấy chưa ứng nghiệm, coi bộ còn hơi lâu Tây mới rút về nước họ. Nhà nước Tây còn mạnh lắm, quan chủ quận vừa gửi trát xuống cho thầy Hương Quảng tuân cứ là hôm sau cả bang hội tề Đông Hưng mặc chỉnh tề, ăn khăn đóng áo dài đen chầu chực đón rước vị điền chủ mới. Ông Lơ Pheo nói sành sỏi tiếng Việt Nam, không cần ai làm thông ngôn. Ông không mang theo khí giới, súng đạn, khi người ta là một tay lịch lãm, dám bỏ quê xứ để qua thuộc địa miền nhiệt đới. Khi người ta có bộ óc khá to, có cái trán xói xỏi vì quá suy tư. Nghe trình bày những khó khăn trong công việc làm ăn, ông Lơ Pheo mỉm cười. Hèn gì ngành canh nông ở đây kém phát triển, thua Nhật Bổn, Miến Điện, Nam Dương, đất nào mà không sanh ra huê lợi. Vậy chứ mấy ông điền chủ An Nam ở gần đất của tôi sanh sống bằng nghề gì? Thầy Hương Quảng nói: dạ họ không có làm ruộng. Ông Lơ Pheo trố mắt: tại sao họ xưng là người trồng tỉa lúa gạo, họ khai trong giấy tờ là ri đi cun tưa? Thầy Hương Quảng gật đầu: họ sống bằng nghề nuôi cá. Ồ, Phật mi đáp: nuôi cá là chuyện khác với làm ruộng. Bây giờ thầy Hương Quảng cứ cho tôi biết mỗi mùa nuôi bao nhiêu con cá, loại cá gì, cho cá ăn mồi gì, làm sao có đủ thức ăn cho cá lớn. Lúc cá đẻ phải săn sóc cá mẹ, cá con ra làm sao, mỗi ngày cá ăn mấy lần, mỗi năm bán được bao nhiêu tiền. Thầy Hương Quảng nói tóm tắt: dạ theo chỗ tôi biết thì mỗi người chủ đều bán ra vài chục ngàn kilo cá, đó là cá lóc, cá trê, cá rô, do trời xanh trời dưỡng. Từ hồi tạo thiên lập địa, cá kiếm ăn một mình cứ ở không uống rượu mà chờ mùa nắng để bắt cá một lần. Gọi tắt là mấy ông điền chủ An Nam đắp vuông nuôi cá trong cái vuông. Vuông là cái gì? Sao tôi chưa nghe sách vở nói tới? Cái hình bốn góc bằng nhau, làm sao cá ở trong đó? Thật vô cùng bối rối cho thầy Hương Quảng, làm sao giải thích rõ ràng cho ông Tây thuộc địa nghe được. Thầy ngỏ ý muốn đưa ông Lơ Pheo ra ngoài vuông để ông quan sát tận nơi. Trời nắng chang chang đổ sao, ông Lơ Pheo lắc đầu nghĩ đến những vụ ám sát bắt cóc, phía chân trời dường như có một dãy rừng chạy dài. Rốt cuộc thầy Hương Quảng nói: dạ đó là một khoảng đất rộng từ 70 đến 80 hoặc 200-300 mẫu. Trong khoảng đất hoang vu, người ta đào nhiều đường mương nhỏ như bàn cờ cho cá ở. Bên ngoài có bờ bao ngạn như vòng thành khá cao, cao hơn bàn cờ một thước tay, vì vậy cá lội quanh quẩn trong vùng đất bao la bên trong, làm sao mà cá nhảy ra khỏi bờ bao ngạn được. Cái vuông ấy không nhất thiết hình vuông, nó méo mó hoặc theo hình chữ nhật. Ông Lơ Phêo thích chí:
Tôi hiểu rồi, giỏi quá. Nhưng mà làm sao mà gom cá lại một chỗ, bắt cá đem lên? Chẳng lẽ dùng máy bơm để hút nước ra ngoài? Muốn bắt cá phải tốn bao nhiêu nhân công? Dạ bẩm quan lớn, qua mùa hạn bao nhiêu cá đều rút xuống mương. Tự nhiên chừng mương cạn thì cá rút lui từ từ, dẫn vào một cái đìa khá to ở sát bờ bao ngạn. Mình cất nhà ở bên cái đìa đó để coi chừng kẻ trộm cứ tát đìa. Cá lớn thì bán, cá nhỏ thì để dành làm giống cho mùa tới. Ông Lê Phèo gật đầu lia lịa, khoát tay ra dấu nhận lời thầy Hương Hòa Quảng. Chẳng lẽ người Pháp lại thua trí người nông phu An Nam? Ông ta nói nhanh. Tôi hiểu rồi, mấy người nuôi cá theo kiểu cái biển hồ bên xứ Cao Nguyên. Mùa mưa cá lên rừng, lên ruộng, xanh đẻ trong đồng cỏ. Mùa nắng cá gom xuống ao hồ. Tôi làm bài toán rồi, mỗi năm một con cá mẹ sanh ra chừng 10.000 con cá con. Hay quá! Như vậy nghĩa là quan lớn thấy xa hiểu rộng hơn tôi nhiều. Sáng mai tôi dẫn quan lớn đi thăm mấy cái ruộng của Điền bộ chủ bổn xứ gần đây. Cảm ơn, tôi đắp một cái ruộng lớn bằng hai bằng ba cho điền chủ An Nam noi theo. Tại sao mấy người điền chủ ở đây không làm giàu? Cá nuôi không cần mồi, tiền bạc ở đâu? Tại sao không ai cất nhà lầu, mua tàu bè, lập nhà máy xây lúa? Tại sao ông chủ ruộng nào cũng nghèo sơ sát? Thầy Hương Quảng mỉm cười bí mật. Thầy ta cũng là một người chủ vuông, luôn cả những người trong ban hương chức hội tề. Thưa ông, khó nói quá. Sao vậy? Tại vì mấy người chủ quân hút á phiện hay mê cờ bạc? Dạ, khó nói quá. Ông Lê Phèo lấy làm hài lòng khi ông đích thân đến quan sát vùng đất. Ông phát họa kế hoạch tương lai. Này, cái bản đồ với bốn góc ABCD có thể chứa hàng triệu con cá. Này, cái trại vuông lợp bằng thiết, nền lát gạch, ván ván, có cửa sổ che lưới sắt mịn để ngừa loại muỗi đoàn sóc gây bệnh rát rừng. Này, cái phòng khách bên góc có hình bình lọc nước, thư viện nghiên cứu, và trước sân là một cái hồ nhỏ cẩn xi măng để nuôi thử vài loại cá lóc, cá trê. Mấy loại này sẽ lai giống, gây ra vài thứ cá mau lớn, dễ nuôi hơn, ăn ngon hơn. Ngài đắp xong cái vuông, ông khen thưởng bọn cu ly bằng một con heo quay. Rồi buộc suốt ngày, ông nằm trong trại theo dõi tình hình nuôi cá. Vài người đàn ông đen đúa ở trần, tóc dài tới ót, đi qua đi lại gần trại nuôi của ông Lê Phèo. Họ chào ông chào họ. Họ tự xưng là người làm ăn lương thiện ở ngoài mé biển. Họ hút điếu thuốc của ông Lê Phèo thân tặng, rồi họ nheo mắt khều nhau. Họ nói, cười cười như âm mưu chuyện gì. Ông Lê Phèo cau mày, tinh linh tính như báo trước chuyện bất an. Ngực của mấy kẻ làm ăn lương thiện ấy xăm đầy chữ Tàu, chữ Quốc ngữ, luôn cả chữ Pháp, bí mật quá. Chờ cho họ khuất dạng, ông Lê Phèo đến nhà Hương Quảng. Mấy người đó ở đâu vậy? Tên họ gì? Có đóng giấy thuế thân không? Hay là dân bất lương? Thầy Hương Quảng nói, họ ngoài mé biển làm nghề câu cua, đốn củi, gài bẫy chim. Mấy nghề đó nhà nước Lan Sa đâu có cấm. Còn về giấy thuế thân thì khó quá. Tôi chưa dám hỏi thử, vì làm như vậy sợ mất cảm tình. Để tôi hỏi thầy xã trưởng xem thử họ có ghi tên trong sổ bộ không. Ông Lê Phèo lắc đầu. Họ còn làm gì khác không? Coi bộ họ rảnh rang hơn tôi. À, họ biết chữ Tây không? Dạ, làm sao biết được? Ở làng này chẳng ai biết chữ Tây hết. Nè, thầy Hương Quảng, họ xăm mấy chữ Pháp quá vô phép. Plus la mo que la honti, tức là thà chết hơn chịu nhục. Họ lại ở trần cho tôi đọc. Thầy Hương Quảng hơi bối rối. Họ xăm mình từ hồi nào lẫn kia? Giả lại chữ Nho cũng vậy, ninh họ tử, bất ninh họ nhục. Đã xăm vào da thịt rồi thì làm sao mà bôi xóa được? Chữ Tây mà, chữ Tây ngụ nhiều ý nghĩa quá. Ông Lô Phèo lẩm bẩm.
Câu đó để dành cho người Pháp bên chánh quốc hoặc cho tôi. Ở xứ Nam Kỳ này không nên nhắc lại câu đó, sợ dân tình bắt chước. Ngoài mé biển còn chừng bao nhiêu người sống lang thang rảnh rỗi như vậy? Dạ, để tôi hỏi thầy Phó Hương Quảng. Phó Hương Quảng lo trị dân ngoài đó. Phó Hương Quảng là người nào? Mặt mày ra làm sao? Kêu lại cho tôi biết mà. Thầy Hương Quảng im lặng, người xăm mình, xoay mấy chữ ngạo nghễ kia, khi nãy chính là Phó Hương Quảng chứ còn ai đâu xa lạ. Thầy che giấu, dạ Phó Hương Quảng giờ này đi câu cua ngoài biển. Dân ngoài mé biển hiền hậu không? Uống rượu nhiều không? Họ uống rượu với thịt chó hả? Ở vùng đồng bằng sông Hồng. Thầy Hương Quảng gật đầu để chấm dứt câu chuyện rắc rối. Dạ, uống rượu với thịt chó. Rồi thầy ra về với nụ cười bí mật. Sự thật là dân miền biển ưa nhậu rượu với cá, loại cá nước ngọt nuôi trong vuông, cá đầm ngon hơn loài cá biển. Nay mai đến mùa nước cạn, họ sẽ nhậu với cá trong vuông của ông Lô Phèo và ăn trộm cá để mua rượu. Họ ăn cá thay cho cơm. Ông Lô Phèo vào trại, tỏ thái độ cương quyết. Ông vừa thắng một trận giặc lòng, tương lai lương tâm của ông chẳng còn cắn rứt nữa. Ông quyết tâm vượt qua những khó khăn đầu tiên mà cuộc kinh doanh nào cũng vấp phải. Kế hoạch đối phó của ông như thế này: về chợ Rạch Giá tìm một tay võ sĩ đánh lộn hay, chém lộn giỏi, rồi phong cho hắn làm chức quản lý vuông cá. Ấy là lấy độc trị độc, mỗi tháng cứ tăng lương đều đều cho hắn. Mấy tháng qua, Tư Liệt lấy làm vui thích với trách nhiệm to tát. Chú Tư còn được quyền hạn khá rộng do ông Lơ Phèo giao cho. Sáng sớm, vừa thức giấc là chú Tư Liệt vào dạo vòng quanh bờ ruộng, đi hơn một tiếng đồng hồ mới giáp bốn phía bờ bao ngạn. Chẳng có kẻ bất lương nào ẩn nấp trong vùng cấm địa cả. Ông Lơ Phèo đã la hoảng vậy thôi. Trong vuông, chú Tư Liệt thấy nào là chim cò trích cúm núm, hàng trăm con le le bay lên từng chập từ mấy cái lung đầy sen bạch nở muộn, gió chướng thổi hiu hiu, mấy về râm đuôi chồm tan rã chìm xuống mặt nước lền lền đầy bông súng. Mấy tấm bảng: vuông này là của riêng ông Lơ Phèo, cá có chủ, coi chừng, nếu trộm cắp sẽ bị nghiêm trị. Đứng trơ trẽn lạnh lùng dưới trước cơn gió biển, thỉnh thoảng vài con cò quắp đáp xuống đậu thử trên đầu bảng, nhưng chập sao vì tấm bảng quá mỏng nên cò quắm đau chân. Cò vỗ cánh phóng uế bay lên về phía rừng mắm xanh rì để đậu, cành mắm tròn đậu êm ngón chân hơn. Tư Liệt ngáp dài trở về trại uống viên ký ninh đúng theo lời căn dặn của ông Lơ Phèo, và uống với nước lọc những giọt nước mát lạnh nhiễu xuống từ cái phích bằng đất sét trắng. Buổi cơm chiều chú ăn chậm rãi, nhà đóng kín muỗi không lọt vào được. Ông Lơ Phèo đã trở về Sài Gòn từ tháng trước. Tư Liệt nghiễm nhiên trở thành chủ nhà, chủ vuông cá. Còn 5 ngày nữa ông Lơ Phèo mới trở lại xẻo quao này. Chú nằm trên giường lắng tai, bên ngoài có tiếng động lạ thường. Trong cái đìa sao trại, cá quậy nước nghe ầm ầm. Hàng ngàn con cá to đã gom vào đó. Im một chập, lại nghe tiếng chép chép, rụp rụp, lao xào. Cứ như thế, mỗi lúc một náo nhiệt. Chú xách cái đèn pin chạy ra ngoài rọi xuống đìa. Nước đục ngầu pha trộn với bùn đen, hàng hà sa số cá lóc cá trê cố vùng vẫy toàn lội ngược trở lại. Chú dạo một vòng chung quanh bờ vuông, cá gom xuống mương rồi, cá muốn lội dài theo dòng nước đục gom vào cái đìa lớn. Chú rọi đèn pin, vài con cá chóa mắt nhảy dựng đứng để trốn ra ngoài bờ bao ngạn khá cao. Cá ở đâu mà nhiều quá vậy? Tư Liệt hỏi thầm. Sau cuộc tuần tra ấy, Tư Liệt vào nhà mừng thầm vì nay mai ông Lơ Phèo sẽ hài lòng.
Hừng sáng, chú thức dậy sớm, dạo một vòng trên bờ vuông. Đằng kia, đôi ba người lực lưỡng, đưa tay ngoắt chú. Bên cạnh họ, đống lửa cháy vàng lườm, khói bay cuồn cuộn, đưa mò mùi cá nướng thơm phức. Thấy họ đông đảo và mạnh khỏe hơn mình, Tư Liệt dừng lại, có tiếng kêu réo. Lại đây nhậu chơi nè, chẳng lẽ ba người ráp đánh một người, anh hùng một thứ với nhau mà. Tư Liệt cười gượng đến gần. Ô hô, nãy giờ và có lẽ từ mấy ngày trước, họ ăn hàng hai ba chục con cá lóc, cá trê, bỏ xương, bỏ thịt một đống to. Dường như chưa thỏa mãn, họ đang chuẩn bị cặp vào gấp tre chừng 10 con cá trê mà nướng tiếp theo. Lại đây với chúng tôi, uống một hớp cho tỉnh táo để thính lỗ tai, nghe tụi tôi hạch tội. Tư Liệt ngạc nhiên, hôm rày tôi đã làm gì khiến bà con hờn giận? Một người trong bọn nói, hồi tối đại ca đi đâu, rồi đàn biên để rình bắt tụi tôi hả? Rình ban ngày chưa đủ sao? Lại đây ăn no rồi kéo tay sơ sơ coi ai mạnh ai yếu. Nè, cá lóc xẻo quao ngon lắm, ngóm một miếng cho biết mùi, ăn lớn miếng thì mới biết ngon. Cực chẳng đã, Tư Liệt phải ngồi xuống ăn và uống. Bọn người kia cười vang. Cha nội này tiếc của dùm cho ông Lô Phèo, cá này là cá của mình mà, tại sao đại ca lại trung thành bất tử với ổng? Tư Liệt hỏi nhanh, cá ở đâu vậy? Cá ở trong vuông trốn ra chứ ở đâu? Cá biết trốn mà, làm sao nó nhảy qua bờ bao ngạn cao hơn một thước tay? Nó đào hang, đào ngách, đất mềm lắm. Kìa, thí dụ như mấy bụi sen bạch này, nó mọc ở phía ngoài, nhưng nó trổ ngó, mọc thêm vài bụi phía trong vuông của ông Lê Phèo. Hai bụi sen dính liền với nhau, thử đào đất lên thì biết, lời tục thường ví, đất có con mắt. Hôm sau, ông Lê Phèo từ Sài Gòn về Xẻo Quao để bán cá. Ông hơi buồn phiền vì Tư Liệt cứ vắng mặt, chỉ còn người bạn tâm giao của ông ta là thầy Hương Quảng. Thầy Hương Quảng nói, xứ này khó làm giàu lắm, bởi vậy mấy ông điền chủ Xẻo Quao chỉ lo nhậu rượu rồi làm hương chức hội tề cho vui. Làm sao mà phân biệt được cái hang tự nhiên với cái hang của tụi nó đào? Tôi biết gây gỗ với tụi nó vô ích. Ông Lê Phèo nói giọng chán ngán, chắc cái thằng Tư Liệt lại theo đảng xăm mình rồi, còn thầy có xăm mình không? Thầy Hương Quảng mỉm cười, ôi thôi, chim trời cá nước mà. Chuyện tiếp theo, cái vali bí mật. Ở đây có là hòn Móng Tay, cách bờ biển hơn 20 cây số ngàn. Tàu ngoại quốc thỉnh thoảng chạy qua chạy lại ngoài xa, ghe đánh lưới, ghe buôn lậu ít khi nào ghé, vì trên hòn chỉ có một ngọn suối quá nhỏ, cạn khô khi trời vừa trở nắng. Ấy thế mà hai khoánh ra đây sống lây lắt từ 4 tháng trường. Anh ta kéo chiếc ghe lên bãi, che giấu cẩn thận trong bụi cây đầy gai. Cái ngày trở lại đất liền, sống chung với xã hội loài người còn xa lơ xa lắc. Kẻ tù vượt ngục dường như sẽ được ân xá nếu hắn trốn thoát vòng tập nã của nhà nước Pháp suốt 20 năm. Hồi bị giam ở khám đường Rạch Giá, hai khoánh nghe một bạn tù giảng giải như vậy. Hai khoánh chưa vội tin, vì người bạn ấy nào phải quan tòa hay thầy kiện mà rành luật lệ. Tại sao nhà nước ân xá nếu mình trốn được 20 năm? Người bạn đáp, vì suốt 20 năm ấy mình ân hận, ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu 17-18 năm trôi qua mà mình còn hung bạo, cố lì, thì tới năm thứ 19-20 mình cũng sám hối. Nghe lời hữu lý ấy, hai khoánh cương quyết tẩu thoát. Thừa lúc bọn lính Mã Tà dẫn đi nhổ cỏ trong vườn bông của ông chánh chủ tỉnh, anh ta cắm dò chạy nhanh ra bãi biển, cướp chiếc ghe lưới sổ buồm, nhờ gió đưa ra hòn Móng Tay. Lâu ngày xanh buồn bực, anh ta lén vô bờ ăn trộm gà vịt xúc gạo của dân miền duyên hải, để rồi trở ra hòn Móng Tay, nơi hoang vu chẳng một bóng người.
Một sáng khi thức dậy, hai Khoánh nằm trên vồ đá khá cao, chợt thấy có một chiếc ghe chạy thẳng vào bãi. Từ dưới ghe, một người cao lớn, mặc quần áo đen bước lên, tay xách vật gì giống như cái vali. Người nọ giai lại, vẫy tay, tức thời chiếc ghe nọ quay mũi chạy trở về mất dạng phía đất liền. Hai Khoánh rất đổi vui mừng, người nọ nhất định không phải là mật thám hay lính mã tà theo dõi tung tích của mình. Chắc hắn ta buôn lậu, bị Tàu đoan rượt nên lên Hòn Móng Tay để ẩn thân, giấu mớ vàng hoặc á phiện. Không bỏ lỡ cơ hội, Hai Khoánh lập tức theo dõi kẻ lạ mà. Hắn theo con đường mòn duy nhất mà Hai Khoánh đã dọn sẵn. Độ nửa giờ sau, nhờ rình núp sau tảng đá khá to, Hai Khoánh nghe tiếng lá khô xào xạc. Hắn lú ra, gương mặt mệt nhọc, đưa hai bàn tay ôm cái vali trước mặt. Phải là vật nặng đôi 30 kg. Hắn trông lạ quá, mắt xếch, cườm tay xăm hình con rồng. Từ hồi nào tới giờ mình chưa gặp hắn lần nào. Bỗng dưng khách lạ dừng bước, Hai Khoánh nín thở, ngỡ rằng hắn đã đánh hơi, hồ nghi có kẻ đang rình. Nhưng Hai Khoánh lầm to, khách lạ cúi mặt bước vòng quanh để khỏi đạp lên một con cuốn chiếu. Con cuốn chiếu thu mình, Khoánh tròn như khu ốc. Hắn nhặt nó, đưa lên mũi hửi, rồi lo khom lưng, thả nó lên chiếc lá khô. Hắn leo lên ngọn cây thao lao, một tay vịn nhánh cây, một tay nắm quai chiếc vali. Hai Khoánh hiểu rằng hắn quan sát địa thế, tìm nơi an toàn nhất. Rồi hắn trở xuống đất, cố sức trèo lên gành đá trắng. Được rồi, mình đi mon theo, hắn sẽ giật mình. Hắn như con cọp hoang, trước khi đánh cọp, mình nên biết cọp làm ổ chỗ nào rồi mới điệu hổ ly sơn. Chờ khi hắn khuất dạng, Hai Khoánh trở về động đá dưới sườn đồi, lục lạo mới cơm nguội còn sót trong nồi đất. Đêm đến, anh ta nằm co chịu lạnh, không dám đốt lửa. Hôm sau, Hai Khoánh mặc quần áo rách ở trần, lên bờ suối hái mớ rau má, chặt ống tre lồ ô để đựng nước. Từ phía sau lưng, Hai Khoánh chợt nghe tiếng gọi. Chú em ơi! Người vừa gọi chính là hắn. Hắn cũng ở trần, ngồi giữa lưng vào bó củi khô. Hai Khoánh hỏi nhanh, ủa, ai đó? Rồi lộ vẻ sợ sệt, để khách lạ đùng chạy đi chỗ khác. Hắn đưa tay ngoắt với thái độ đàn anh kẻ cả, nói đúng hơn là hắn tự phong chức chúa đảo. Khách lạ mỉm cười, vậy mà tôi tưởng ở cái Hòn Móng Tay này chẳng có ai trừ tôi ra. Hai Khoánh gật đầu, tôi cũng nghĩ như đại ca vậy, về đâu còn người thứ hai là đại ca. Đại ca tới đây hồi nào, lập nghiệp bao lâu năm ở sườn đồi phía mặt trời lặn hay mặt trời mọc? Đại ca có vợ con gì chưa? Khách lạ bèn móc trong túi ra một gói thuốc rê, vét mớ thuốc nát, chia cho Hai Khoánh một điếu. Khách giới thiệu, tôi vừa giết vợ. Rồi lẩm bẩm, nhìn chồng chọc vào mắt Hai Khoánh. Giết vợ rồi giết luôn con. Hai Khoánh kêu lên, ngán quá, vợ con của ai? Của tôi chứ của ai? Ông già vợ tôi đánh mỏ tri hô, nửa đêm sớm giềng xách gậy, xách hèo tới vây bắt. Tôi ra bờ biển, muốn người ta đưa ra hòn để ở tù theo ý muốn của mình. Còn chú em? Dạ, tôi ăn cắp vặt trong xóm vì túng tiền, thua cờ bạc, nợ nần kêu réo, chủ nợ thưa tôi ở khám rạch giá chạy ra đây. Khách lạ nhướng mắt, giỏi thiệt, nhưng khi trốn, chú em có giết bạn tù hoặc lính của tù không? Không. Khách đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Hai Khoánh, xin lỗi. Thế là chú em phải là em nuôi của tôi. Tội của chú em nhẹ quá, bất quá nhà nước Tây chồng án. Hồi đó chú em bị kêu án mấy tháng? 2 năm. Mai chiều rủi ro có bề gì, chú em ở 4 năm, chồng án gấp đôi. Còn tôi đây thì... Bây giờ Hai Khoánh tung ra luận điệu, nếu trốn thoát suốt 20 năm thì kể như trắng án. Khách lắc đầu, chú em ở đâu? Hai Khoánh đáp thật tình, cố ý mời khách lạ đến hang động của anh ta, để rồi sau đó anh ta thăm viếng xã giao, dò xét cái xào huyệt có chiếc vali quá nặng của khách.
Vừa bước vào hang, khách mừng rỡ quá mức, thấy món gì cũng thèm. "Chú Chín hả? Cho vài trái coi, chuối ở đâu vậy? Tôi mới trốn ra đây vài bữa, cơm gạo, áo quần, thức ăn, món gì cũng thiếu. Còn thứ gì ăn được nữa không?" Hài Khoánh cố xe che giấu sự khinh bỉ đối với anh chàng đại ca nhỏ nhen ấy, nhưng gây gỗ, giảng luân lý với kẻ giết đàn bà, giết con nít là điều ngu xuẩn. Hơi đau gãi đờn vào tai trâu, múc nước đổ lá môn, phải tương kế tự kế, áp dụng triệt để câu quân tử tham tài, tiểu nhân tham thực. "Dạ, tôi vừa gài bẫy, bắt được một con gà rừng, buộc giò nó ngoài gốc cây." "Cho tôi mượn luôn." Hai Khoánh chẳng tài nào chịu đựng nổi con người khả ố đó. "Để tôi ăn chứ, nếu thèm, đại ca chia nửa con." "Tôi muốn ăn bộ đồ lòng gà." Vừa nói, khách lạ vừa bước tới, vặn họng con gà rừng, rút trong lưng quần, đem ra một cây dao con chó, mổ bụng gà, cắt gan, ruột và thịt nạc ở đùi. Từ giả hôm sau khách lại tới viếng Hai Khoánh. "Còn gạo không? Chừng nào chú em vô trong bờ mua gạo?" Hai Khoánh đáp: "Dạ, sáng mai. Nhớ kiếm cho tôi một hộp sữa bò, một cân bột nấu chè ăn chơi." Hai Khoánh cau mày: "Dạ, tôi ăn cắp gạo của thiên hạ, sữa bò và bột là những món phải mua tại tiệm quán lúc ban ngày với tiền bạc sòng phẳng." Khách lạ gãy lưng sột sột: "Dễ quá, tôi chỉ chỗ giùm chú em ở xóm rạch gầm, tiệm quán bán tới khuya, tư bề vắng vẻ, tôi thèm sữa bò quá chừng quá đổi, chú em phải đi gấp, bằng không thì đừng vác mặt trở về hòn móng tay này. Cực chẳng đã, tôi phải nhờ chú em, chẳng lẽ tôi lén về để họ nhìn mặt bắt bỏ tù mãn đời. Tôi muốn sống chừng 15 năm nữa." "Ờ, đúng 15 năm nữa là đủ." Hai Khoáng xuống ghe, trương buồm, bao nhiêu công chuyện quan trọng to tát mà anh ta cần thực hiện. Rõ ràng khách lạ nọ là kẻ gian mà không ngoan. Hắn thú nhận đã giết vợ con, quê quán ở Rạch Rồng, người ở Rạch Rồng có thể nhìn mặt hắn. Vali của hắn chứa một số vàng bạc hoặc á phiện lậu, dù cho hắn ăn chơi đến 15 năm ròng rã. Vừa tới Rạch Dầm, Hai Khoánh đến tiệm tạp hóa uống liên tiếp hai chén rượu. Việc sát nhân của khách lạ còn nóng hổi, dân chúng bàn tán xôn xao. Đại khái khách lạ nọ tên là Nguyễn Văn Hy, làm mướn cho ông chủ tân. Nhờ ăn nói có duyên, tên Hy tư tình với con gái nhà chủ. Cô gái nọ mang thai để cứu vớt danh giá cho dòng họ. Chủ tân đem con gái gả cho một phú thương tuổi hơn 50, đã chết vợ. Tên Hy buồn rầu bỏ xứ đi bặt tâm tích. 4 năm sau, tên Hy lại xuất hiện giết người tình và đứa bé. Hai Khoánh hỏi người chủ tiệm: "Nhà ông chủ tân gần hay xa?" "Cái nhà ngói 3 căn 2 trái kia kìa." "Thằng Hy hèn hạ quá," chủ quán nói. "Nó hèn nhưng nó có tài cao bay xa chạy, nên nó cứ sống nhăn hoài. Nghe đâu ông chủ tân đặt giải thưởng 500 đồng cho ai chỉ điểm nơi tên Hy ẩn náu." Thế là Hai Khoánh vững bụng, anh ta sẽ điểm chỉ tên Hy để lãnh thưởng, để loại trừ một kẻ giết vợ giết con, để thanh toán một người bạn quá tham ăn, bóc lột kẻ yếu thế. Hai Khoánh lẩm bẩm: "Nếu không mang tội giết người, tên Hy còn hung dữ gấp 10, mình làm một việc nhân đạo, đoái công chuộc tội." Đến nhà ông chủ tân, Hai Khoánh lân la tự giới thiệu rồi trình bày kế hoạch. Chủ tân mừng quýnh vì Hai Khoánh tả rất đúng hình dáng kẻ sát nhân, mắt xếch có sâm nơi bắp tai, chỉ có một chi tiết khó hiểu: chiếc vali đựng vàng hoặc á phiện lậu đã cho tên Hy sống trên nhung lụa suốt 15 năm. Chủ tân nói rỉ vào tai Hai Khoánh: "Tôi hứa chia phần nửa cái vali á phiện đó với chú em. Hạ được thằng Hy, tôi hả dạ rồi. Điều quan trọng là đừng cho ai biết nó mang cái vali, kẻo thấu tai chủ quận, chủ tỉnh. Tôi gửi chú em đi châu đốc, cuốc rẫy tại núi dài, nơi nhà người bà con
ở núi dài, dân trên núi sống thảnh thơi, Tây Tà chẳng bao giờ dám tới xét giấy thuế thân. Với phân nửa vali Á Phiện, chú sẽ mua đất, trở thành điền chủ. Hai khoánh cao mài, tôi chỉ buồn buồn, thiên hạ sẽ đàm tiếu, họ khinh khi cho tôi là đứa phản bạn. Chú Tân cười giòn giả, chú em kết bạn, uống máu ăn thề với nó hồi nào mà sợ thần thánh, hoặc là lương tâm cắn rứt. Dễ quá, lúc về già, chú em cất một cái am ở núi dài, tha hồ ăn năn sám hối, giả lại đạo Phật, đạo lão, điều dạy mình trừng trị kẻ gian tà. Nhà nước Tây bắt Tư Hy bỏ tù vài mươi năm chứ đâu chặt đầu, xử bắn nó. Tối hôm ấy, Hai Khoánh vạch ra một kế hoạch khá tinh vi. Tên Hy luôn luôn đứng trên gành đá trắng để theo dõi những người lạ mặt bước chân lên hòn móng tay. Hai Khoánh về hòn trước một mình, mang theo đậu xanh, sữa hộp và thuốc hút. Nó là đứa ham ăn, gặp đồ ăn nó mừng quýnh. Sẵn dịp tôi lên chốt hòn thăm viếng xào huyệt của nó. Ông dẫn bọn gia nhân tới sau cho ghe cập bãi lúc ban đêm. Ông cứ tới hang đá của tôi, dọc đường hễ đi được 5-6 bước là tôi bẻ hám một vài đọt cây để làm dấu, phải tìm cho được cái vali của nó. Chủ Tân nói, nghĩa là tối mai tôi phải ra hòn, sáng mốt tôi theo dấu tới hang của chú em rồi lên gành đá trắng, xào huyệt của thằng Hy. Tôi nói thêm một điều này cho chú em vui mừng. Thằng Hy không có biết võ nghệ, nó chỉ có tài phóng dao mà thôi. Phóng dao chỉ có kết quả khi nào hai người đứng cách xa. Chú em nhớ coi chừng cái dao nó giấu đâu đó. Tôi mang theo hai người võ sĩ, bạn cũ của thằng Hy. Hồi xưa thằng Hy đánh lộn, giật lộn thua xa hai người đó. Hai Khoánh ngồi trong hang mà chờ đợi. Anh ta đoán chừng ông chủ Tân và bọn gia nhân đã có mặt tại hòn móng tay từ hồi hôm. Tại sao tên Hy chưa rời gành đá trắng xuống đây? Hay là cơ mưu đã bị tiết lộ? Ngoài cửa hang, tên Hy đứng thấp thoảng. Hai Khoánh mừng quýnh kêu to, anh Hy! Tên Hy trợn mắt một thoáng, rồi giữ vẻ mặt hồn nhiên bước vào. Hai Khoánh nghe trống ngực đánh thình thịch, nhận rằng mình đã vô ý gọi hắn đích danh, hắn có thể nghi ngờ. Vừa vào hang, hắn hỏi nhanh, sữa bò ở đâu? Tôi thèm thứ đó quá. Hai Khoánh trao cho hắn hai hộp sữa, lát nữa mình khui ra, uống mỗi đứa một chén, bổ khỏe lắm. Đâu được, mình đem sữa bò lên gành đá trắng dự trữ phòng khi đau ốm. Sữa bò là vị thuốc, sao ở Rạch Dầm thiên hạ làm ăn vui vẻ chứ, có ai nhắc tới tên tôi không? Dạ, tôi lẹn ăn trộm đồ về, sợ ngoài này đại ca nóng lòng trông đợi, đói bụng quá. Đại ca có món gì ăn sốt dẻo không? Có gì đâu, bây giờ mời chú em lên gành đá trắng thăm mấy nhà cửa của tôi một lần cho biết. Tụi mình sẽ uống một vài hớp sữa cho khỏe. Hai Khoánh mừng ra mặt, anh ta đi theo sau tên Hy. Thỉnh thoảng Hai Khoánh với tay ngắt một vài đọt cây, bỏ lại sau lưng để làm dấu cho chủ Tân theo dõi. Đến cách gành đá trắng, chừng 10 bước, tên Hy ngồi xuống. Chú em mệt chưa? Hai Khoánh sanh nghi, phải chăng hắn rủ mình lên đây thủ tiêu cho gọn? Tên Hy săn tay áo, cầm hai hộp sữa bò, nhìn nhãn hiệu rồi cười giòn. Chú em đừng có sợ sệt, lát nữa tôi chết. Hai Khánh hốt hoảng, dạ đại ca đừng nói bậy. Chú em ngồi xuống, chú em làm gì mà biết tên tôi tên Hy, đừng nói dối với kẻ sắp chết như tôi. Chú em phản tôi, kêu thằng cha chủ Tân ra đây hả? Nói xong, tên Hy lắc đầu tiếp lời. Sao, chủ Tân nói sao? Nó nói tôi giết ai? Hai Khoánh cúi mặt im lặng. Tên Hy rút cây dao con chó nạt to, nói thiệt đi, chú Tân nói với tôi giết ai? Dạ dạ, nó nói đại ca giết vợ rồi giết luôn đứa con mới 3 tuổi. Tên Hy cười sặc sụa, chú em là điều đồ con nít, bài mưu điệu hổ ly sơn để chiếm đoạt cái vali hả? Chừng nào chủ Tân tới đây, nói mau. Dạ lát nữa ông tới. Rồi Hai Khoánh chắp tay lại, em có tội đáng chết, xin đại ca trốn tránh đi. Em chịu trách nhiệm với chủ Tân, thà là nhà nước Tây bắt em bỏ tù chồng án, em đâu dám để họ bắt sống đại ca. Tên Hy chẳng cần nghe lời năn nỉ của Hai Khoánh, hắn trèo lên gành đá, nép mình rồi trở xuống. Nó tới bây giờ, nó đi với hai thằng thầy nghề võ,
Lát nữa chú em dẫn nó qua cái hang của tôi nè, đây nè. 2 phút sau, hai khoánh trố mắt, hắn thấy một đứa bé mạnh khỏe, chừng 4 tuổi, đang bú tai trong hang có manh chiếu nhỏ, cái gối nhỏ. Thằng bé chạy lại ôm chân Hy, tên Hy hôn nó rồi trao cho hai khoánh. Hai khoánh rung tay, trời, đừng cãi lời tao, nó nằm trong cái vali của tao đó. Nó là cục vàng, là cục á phiện lậu của tao đó. Đem nó trả lại cho chủ tân. Nó ăn cực không được, nó đòi ăn chuối chín, ăn thịt gà. Suốt đêm, nó dứt sữa rồi mà còn đòi bú. Nói xong, tên Hy chép miệng. Hai khoánh, mày tệ quá. Hai khánh ôm mặt khóc. Tên Hy tiếp lời. Khóc làm gì? Mỗi lần mày học khôn như vậy là một phen giết hại thiên hạ. Tao đi đây. Đoàn người trở xuống sườn núi, ông chủ tân bồng đứa cháu ngoại, hai tên võ sĩ cúi đầu, hai khoánh nhìn giáo giác ra phía sau. Bỗng nhiên hai khoánh ôm ngực ngã xuống. Chủ tân la quản, nằm xuống, nó tấn công. Tên võ sĩ thứ nhất đỡ hai khoánh. Thằng Huy trổ tài phóng dao bay, giỏi thiệt. Chủ tân nói gắt, thằng Huy nó là đồ chó chết, trời hại nó. Tên võ sĩ thứ nhì trợn mắt, đừng chửi thằng Hy, kìa nó chứ ai. Từ trên gành đá trắng, một bóng người lão đảo rơi tõm xuống biển sâu. Và kính thưa quý vị vừa nghe xong câu chuyện bức tranh con heo đảng xăm mình và cái vali bí mật. Xin mời quý vị theo dõi tiếp 3 câu chuyện khác có tên là Yêu cho được, Con rắn và Hồn người trong ly rượu ở phần 7. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin tạm biệt.